một, hạn chế ăn uống, hạn chế ăn uống 6 tiếng sau khi dùng. Đấy mọi người, chú Linh là đang dùng quật hai một lượt vừa đủ liền lên răng, dừng sau khi đánh răng vào buổi tối. Đấy. Chú Linh dùng hai. Đấy mọi người cứ bỏ cho mình là tầm 15 phút, ủ cho mình 15 phút, mở máy lên. Đấy, ngồi vọc điện thoại tí là 15 phút là sau là đi tháo máy thôi, tháo máy ra cất thôi. Đấy, nó rất là dễ mà cực kỳ hiệu quả nhá. Bây giờ muốn răng trắng thì nhiều người cũng áp dụng như kiểu đi lấy cái gì nhỉ? Đánh bóng răng ấy. Nhưng mà đánh theo kiểu đấy thì nó giảm thuộc dạng mài. Mài răng. Đánh ra cứ quanh năm suốt tháng đi mài như thế thì răng nó mỏng đi đấy và nó yếu đi nữa kìa, đánh ra cũng sẽ ảnh hưởng về sau này, ảnh hưởng sẽ như lôi hoặc là David Thảo. Chú David Thảo răng như này này, chú David Thảo răng như này này. Răng như nào? Răng như này này. Thế à? Răng số 10. Thế à? Răng số 10 luôn, mắc luôn hả? Mắc luôn, kịch kim luôn hả? Nói thế nhá. Rồi các bạn cắt rồi nhá. Cắt nó. Thôi, chú Linh Thảo David là đấm chết đó. Chú Linh đâu không. Nói, không dần nói. Đây nó có rất là nhiều màu nhá. Mọi người vào ống trỏ hàng ấy thì mọi người xem cho mình là mọi người thích màu gì thì mọi người cứ mua thôi. Hiện tại là đây có màu trắng và màu đen, có thêm cả màu hồng, màu xanh nữa. Đấy, và bảo hành cho cả nhà mình là 12 ngày. Và cái gel mà mọi người bôi ở răng ấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người. Tại vì khi bôi vào răng thì tất nhiên là nó phải có dính nước bọt cái gì nuốt vào bên trong, thành ra là nhãn hàng không đảm bảo cho mọi người là về an toàn về sức khỏe. Đấy, cái gì thì nói nhưng mà sức khỏe là trên hết. Đấy, đúng rồi, nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng. Khi là mình đã trực tiếp bôi lên và dùng rồi thì không kiểu là có hại thì mình không bao giờ bỏ vào mồm đâu. Còn hai tay mình cũng khôn lắm, như có hại thì mình lại đưa cho Linh đồ dùng. Đấy, còn hai có hại là đưa cho Linh đồ chứ. Linh đồ là test thử. Nói rồi an tâm về mấy cái bộ kit răng đấy. Có bổ nồi không anh? Hiện tại là chỉ có khăn giấy, rồi là bàn chải diệt Brucy, với là kit bổ trắng răng, với là Quang Linh Food, với là một số bánh trung thu, rồi lăn nách, rồi dầu gội thôi, với là một số Moa Chi nữa. Rồi, 200 suất nha mọi người. Còn 200 suất mọi người ơi. Còn 200 suất. Hát bài đi. Rồi. Quấy động đi. Rồi, hát một bài tặng cho các bạn. Qua tâm nước ạ. Đây, tâm nước thì mình đang dùng đây. Không, mình à, không có nhau 10 người đó. 7 tuần trước là hết rồi à? 7 tuần trước hết ra nhỉ? Chú Linh ơi, 7 tuần trước hết ra nhỉ? Tức là mấy giờ? Chứ là gì? Đây lên nhá mọi người. Đây là tâm nước. Vì sao lại gọi là tâm nước? Tại vì là nó là tâm nước. Đúng rồi, tâm nước. Nó cái tâm nước này là nó khi bắt mồi lên nhá mọi người. Đấy, tâm đây, nước hai đây chiều. Đây là tâm nước hai chiều. Ôi đúng, có nước đấy. Thằng này chưa có nước. Rồi, tâm nước Brucy. Thì tâm nước hai chiều hay là sao vậy ạ? Tâm nước một chiều nhá, lên tâm nước một chiều trước này. Đây, tâm nước một chiều đây. Tâm nước một chiều. Cái này thì rất là dễ sử dụng thôi. Rất là dễ sử dụng. Cái này là của bên nhà hàng Brucy. Một chiều như này là giá là 1.2 triệu. Và trong live ngày hôm nay mọi người thấy là bao nhiêu ạ? Giá là 1.2 triệu. Thiết kế nhỏ gọn, rất là đẹp, rất là xinh luôn. Đấy. Cái thầm, cái gì nhỉ? Cái gọi là cái gì nhỉ? Cái gì? Cái thiết kế. Cái thiết kế của máy là mình thấy chấm điểm là tầm 9 điểm. Đấy, 9/10. Quá tuyệt vời luôn. Là màu này, rồi là thiết kế cho nó nhỏ gọn đấy mọi người. Đưa đi không bật tiền này.
Đây cái này là rút ra, rút vào, vệ sinh. Rồi có cái phần này là cất ở đây. Đấy, cất ở đây, đóng lại. Mở ra. Đấy, sạc ở đây luôn mọi người nhá, sạc ở đây lúc này luôn nhá. Và mình cũng đang sử dụng. Tại vì mọi người muốn bộ răng đẹp thì mọi người phải ngừng xỉa tăm. Xỉa tăm mỗi khi ăn xong này, xỉa tăm này, rồi là cái chỉ nha khoa ấy đấy, xỉa là nó hở. Đúng rồi. Nó có khe hở này. Hở răng à? Đấy, hở răng. Xỉa thì nó hở răng. Đúng rồi. Thành ra là nó bây giờ thiết kế ra một cái tăm xưa càng ngại, xưa càng ngại một năm mà bắn nước, bắn tiền nước ra. Đấy, để đó. Vệ sinh thịt cái gì thừa trong ấy. Đúng rồi. Đó. Thiết nào dừng ở đấy là cái này là thay thế cái tăm. Rồi. Đấy, nó an toàn hơn và nó giữ cho mọi người một cái bộ răng không bị thưa như đảo David à, như thảo thảo David. Đúng không? Đúng thảo rồi. David là do ngày xưa xỉa răng nhiều ấy. Đúng rồi, nó thả xỉa răng nhiều quá. Xỉa răng. Mà xỉa răng bây giờ là máu nó vẫn chảy này, đấy chảy máu lởi với gì đấy, nhưng mà bây giờ nó thiết kế cái tia tăm nước này rồi, nó rất là an toàn và cái sức cái áp lực nước của nó ấy cũng khá là mạnh luôn, rất là mạnh luôn nha mọi người. Đây giá 60 mấy nghìn bảo vệ bộ răng của mọi người quanh năm suốt tháng dùng thoải mái, bảo hành bao nhiêu tháng ấy nhỉ Đức Anh nhỉ? Và dòng Brucey này cũng như bạn đại diện thôi, mình là đang làm đại sứ thương hiệu cho Brucey này và tất cả các sản phẩm mình đang bán đây là để mình được test hết rồi, dùng rất là thích, rất là sướng luôn, kể cả ăn thịt gà dính nhá, mở máy lên dí vào cái ra hết thịt luôn, không cần phải lấy tăm đi qua ngõ ngách này qua ngõ ngách kia. Đúng thứ nhất nữa là nó chảy máu này. Đúng rồi. Và thứ hai nữa là xỉa nhiều răng. Nhiều năm ấy. Đúng thì rồi. Nó lại hở răng. Răng à. Răng hở ra. Đúng rồi. Thì khác gì lấy cái que chọc vào đâu. Đúng rồi, như thế. Là cái này hốt tôi nhiệt rất là nhiều. Đấy. Đầu lôi nào? Con bị gì vậy? Đây có phải là lôi đâu? Đây là lôi con. Anh của lôi. Anh trai của lôi. Anh trai của lôi mà cái lôi bình đấm này. Anh trai của lôi. Thế ai bảo tiểu ai bày cho anh tiểu lôi biết tiếng Việt đấy, tiểu lôi, ông này là tiểu lôi mọi người nhá, là lôi con, ông này là tiểu lôi, thầy của lôi đây, tiểu lôi tên là tiểu lôi à, còn thằng kia là lôi con, thằng lôi con kia view cao à, đúng rồi, đúng thằng này tiểu lôi view thấp, đúng rồi. Đấy mọi người sắm cho con cái hay là bản thân mình là một con máy như thế này. Nó có nhiều màu lắm, tổng là 10 màu. Màu hồng, màu xanh, rồi là màu đỏ, này, màu cam, màu chuối, màu vàng. Đầy đủ hết 10 màu. Thiết kế màu cũng rất là độc lạ và đẹp nhá. Đấy cũng kiểu là nâng cái thẩm mỹ khi mà mọi người đặt vào trong cái nhà vệ sinh đấy. Kiểu mấy cái nhà vệ sinh nó lát gạch này, xa sang ấy thì bỏ cái này nó vẫn đẹp. Những cái nhà vệ sinh mà không lát gạch chỉ có sơn không ấy thì nó vẫn nổi bật, vẫn đẹp. Đúng rồi. Tiểu Lôi, cái này ông này là Tiểu Lôi. Mọi người ơi, cái này là bàn cả của Lôi nha. Còn bao nhiêu suất là đúng rồi, cái này là của Lôi con. Nhưng mà ý là cái này, ở đây là Tiểu Lôi. Lôi con không bao giờ có view 4.000 mấy nghìn view đâu. Lại đâu? View này là thấp nhất từ trước tới nay là do không có lôi con, là ông tiểu lôi này mình cứ nghĩ là ông này có tí giao diện giống lôi con mình mới kêu vào đây để ngồi đấy chứ, ngồi đấy chứ, chứ làm gì mà ấy hết view như này không phải lôi rồi, hết view rồi mọi người nha, không phải lôi, đây là anh tay của lôi nha mọi người. Rồi mọi người ai muốn bảo hành cái này bảo hành 1.000 ngày mọi người nhá, vẫn 1.000 ngày bảo hành, 1.000 ngày nhãn hàng bảo hành đấy, qua cái gì em ơi, lên bánh trung thu nha, tất cả anh chị em ai thích bánh trung thu comment bánh trung thu nào, comment bánh trung thu nào, lên bánh trung thu nha mọi người.
sao mang cái bị lát hả? Bánh trung thu.